Chào chị Hiệp ạ. Chào em. Dạ vâng, em được biết mình vừa kết thúc quá trình trồng răng Implant tại hệ thống nha khoa Hoàng Dung xong, thì chị cảm thấy như thế nào ạ? Ồ, chị bây giờ thì chị cảm thấy bình thường, cũng không có gì là đau cả. Và chị cũng thấy cái quá trình kết thúc, quá trình cắm xong mà cũng cảm thấy rất là nhẹ nhàng. Hiện tại là mình không thấy đau gì cả đúng không Đúng rồi. ạ? Dạ vâng, còn trước lúc đấy mà chưa cắm thì chị có cảm thấy lo lắng hay bồi hồi gì không ạ? Ồ, thì chị cũng rất là lo. Trước khi mà đến đây cắm ấy, chị lúc nào cũng sợ là rất là đau, bởi vì là sẽ là khoan lợi và cắm ốc vào răng, bởi chị đã xem nhiều cái mô hình ở trên Facebook với lại trên YouTube rồi. Nhưng mà Vâng. thực sự ngày hôm nay cảm thấy rất là nhẹ nhàng, cũng không như những cái gì mình nghĩ. Dạ vâng, chỉ là cái tâm lý thôi, nhưng thực tế thì cắm xong thì cũng thấy rất là nhẹ nhàng, không nghĩ là mình đã trồng răng xong rồi đúng không ạ? Kết thúc một quá trình cũng khá là nhanh đúng không ạ? Chị cũng không nghĩ là nhanh như thế đấy, Dạ. thì chị cũng nghĩ là sẽ khoảng hết 1 tiếng đến 2 tiếng, nhưng thực sự là bác sĩ làm chỉ có 15 đến 20 phút đã xong rồi. Dạ vâng, em cảm ơn. Về trồng răng Implant thì chị có được ai giới thiệu đến nha khoa em không? Và trước khi đến với Hoa Nha Khoa Hoàng Dung, chị cũng đã đi tìm hiểu rất nhiều nha khoa và cũng đã đến thăm khám ở khoảng 5 đến 10 nha khoa rồi cơ. Cũng ở tất cả những nha khoa lớn bé chị cũng đã đi hết rồi. Đúng rồi. Thế nhưng mà thông qua bạn bè với lại một số người quen của chị cũng đã làm ở đây, thì Vâng. chị cũng có hỏi và tìm hiểu thì thấy nha khoa Hoàng Dung rất là uy tín và mọi người đã làm mà cũng không có, và bây giờ tình trạng răng rất là tốt. Dạ, vâng, em cảm ơn chị. Chị rất là cảm ơn bác sĩ đã tư vấn rất là nhiệt tình và cũng đã có những kế hoạch để cắm răng rất là hoàn hảo. Thì đến bây giờ thì chị cảm thấy là chị lựa chọn như vậy thì là rất là chính xác. Dạ vâng, cảm ơn chị. Dạ vâng, thưa các bạn, đây là chị Nguyễn Thị Hiệp, quê tại Quế Võ. Chị vừa trồng răng Implant tại nha khoa Hoàng Dung xong. Và thực tế là chị vừa trồng răng xong nhưng mà chị cảm thấy không đau đớn gì cả. Nên là ra qua đây thì muốn chia sẻ cho các bạn biết đến hệ thống nha khoa Hoàng Dung, cũng là để chị tin cậy hàng đầu tại Bắc Ninh và trồng răng Implant. Dạ, em cảm ơn chị rất nhiều. Xin chào. Chào em.